giải bài toán về tỷ số phần trăm tiếp theo. A, ví dụ số học sinh nữ của một trường là 420 em và chiếm 52,5% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? 52,5% số học sinh toàn trường là 420 em. 1% số học sinh toàn trường là 420 chia cho 52,5 bằng 8 học sinh. Số học sinh của trường hay 100% số học sinh toàn trường là 8 nhân cho 100 là bằng 800 học sinh. Hai bước tính trên có thể viết gộp thành 420 chia cho 52,5 nhân cho 100 là bằng 800, hoặc 420 nhân cho 100 chia cho 52,5 bằng 800. Muốn biết một số, muốn tìm một số biết 52,5% của nó là 420, ta có thể lấy 420 chia cho 52,5 rồi nhân với 100, hoặc lấy 420 nhân với 100 rồi chia cho 52,5. B, bài toán. Năm vừa qua, một nhà máy chế tạo được 1.590 ô tô. Tính ra nhà máy đã đạt được 120% kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch, nhà máy dự định sản xuất bao nhiêu ô tô? Bài giải. Số ô tô nhà máy dự định sản xuất là 1.590 nhân cho 100 chia cho 120 là bằng 1.325 ô tô. Đáp số 1.325 ô tô. Hôm qua phần bài tập. Bài số 1. Số học sinh khá giỏi của trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh toàn trường. Hỏi trường Vạn Thịnh có bao nhiêu học sinh? Trường Vạn Thịnh có số học sinh là 552, ta chia cho 92 nhân cho 100 bằng 600 học sinh. Đáp số 600 học sinh. Bài số 2. Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may. Người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm. Như vậy tổng số sản phẩm của nhà máy đó là chia cho 91,5 nhân 100 bằng 800 sản phẩm. Đáp số 800 sản phẩm. Bài số 3. Một kho gạo chứa gạo té
ba gạo nếp, trong đó có 5 tấn gạo thẻ. Tính nhẩm số gạo của kho, nếu số gạo nếp chiếm A 10% số gạo trong kho, B 25% số gạo trong kho, mười phần trăm số gạo trong kho là lấy 5 thì nhân cho 100 chia cho 10 bằng 5 nhân cho 10 bằng 50 tấn. Hai mươi lăm phần trăm số gạo trong kho là lấy 5 nhân cho 100 chia 25 bằng 5 nhân cho 4 bằng 28. Để xem cầu điện tâm câu số 1 A. Tính tỷ số phần trăm của hai số 37 và 42. Lấy 37 chia cho 42 bằng 0,88 bằng 88,09 phần trăm. Bài B. Một tổ sản xuất làm được 1.200 sản phẩm, trong đó anh ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ? Học lên sẽ lấy 126 chia cho 1.200. Anh ba đã làm được số phần trăm số sản phẩm của tổ là 126 chia cho 1.200 rồi mình không phép 10 là bằng 10 lấy 5%. Bài số 2. 30% của 97 là lấy 97 chia cho 100 nhân cho 30 đây là 9,1. Câu B. Một cửa hàng bỏ ra 6 triệu đồng tiền vốn, biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi. Số tiền lãi ra sáu triệu chia cho 100 nhân cho 15 bằng 900.000. Đáp số 900. Bài số 3.
A 7 B 3 B. Tìm một số biết 30% của nó là 72. Ta lấy 30 chia cho 3, ta lấy 72. Chia cho 30 nhân cho 100 là bằng 240. Câu B. Một cửa hàng đã bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán, cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo? Một cửa hàng bán được 420 kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán, cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo? Trước khi bán, cửa hàng đó có số gạo là 420. Chia cho 10,5 nhân cho 100 bằng 4.000 kg, bằng 4 tấn. Đáp số 4.000 kg hoặc là 4 tấn. Các con trên lớp 5 không đến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.